Sao bản tình ca mùa đông đến đám cưới bằng trực thăng, quán khách náo loạn. Bản xuất hiện bằng trực thăng của diễn viên Baeyoung dùn khiến quán khách, người hâm mộ náo loạn trong đám cưới của Park Sung Gong. Trong chương trình Problem Chin In House Fat trên KBS, tài tử Park Sung Gong tiết lộ kỷ niệm ấn tượng trong đám cưới của mình với Jin Eun Jung năm 2008. Theo đó, hình ảnh người đồng nghiệp Baeyoung dùn bước ra từ trực thăng trong tiếng vỗ tay của quán khách. Được phát lại trong chương trình Problem Chin In House khiến khán giả liên tưởng đến những bộ phim về giới tài phiệt. Baeyoung Jun đến đám cưới đồng nghiệp Park Sung Gong bằng trực thăng. Park Sung Gong tiết lộ sở dĩ người đồng nghiệp phải đến đám cưới bằng trực thăng là bởi vướng một sự kiện khác. Baeyoung Jun không phải cố tình gây chú ý mà vì đã nhận lời tham gia một sự kiện khác lúc 15 giờ. Nếu anh ấy di chuyển bằng ô tô thì sẽ mất 2 tiếng đồng hồ. Do vậy anh ấy quyết định đến đám cưới lúc 14 giờ, chụp hình chúc phúc cho vợ chồng tôi trước khi đến sự kiện còn lại đúng giờ, Park Sung Gong nói. Bên cạnh đó, Park Sung Gong cũng chia sẻ mối duyên gặp Jin Eun Jung, yêu rồi cưới. Nam diễn viên nói, họ đóng cặp trong Thái Vương Tứ Thần Ký 2007 và nảy sinh tình cảm trong quá trình hợp tác. Hai người chính thức hẹn hò sau khi kết thúc phim. Khán giả náo loạn trước sự xuất hiện của Baeyoung Jun. Baeyoung Jun sinh năm 1972, được mệnh danh ông Hoàng Hallyu nhờ tầm ảnh hưởng ở châu Á sau loạt phim như Lương Tri Tuổi Trẻ, Mối Tình Đầu, Thành Thật Với Tình Yêu, Bản Tình Ca Mùa Đông. Sau phim Dream 2 năm 2011, Baeyoung Jun không có tác phẩm mới ra mắt. 10 năm qua, tài tử hầu như không xuất hiện công khai. Anh không sử dụng mạng xã hội, hiếm khi phản hồi tin đồn về đời tư. Một nguồn tin cho biết Baeyoung Jun và vợ Park Soo Jin cùng hai con hiện định cư ở Hawaii, Mỹ.